Xin chào Connor, lại là Gagin đây. Chúc Connor có một ngày mới thật nhiều năng lượng và vui vẻ nha. Hiện tại sau một thời gian tích lũy thì Gagin đang có một lượng đá cường hóa nhất định. Ngày hôm nay Connor hãy cùng Gagin chúng ta tiếp tục chặng đường hướng đến áo cộng 15 nha Connor. Ở đây thì áo của Gagin đã 70% may mắn rồi. Ngày hôm nay Connor hãy cùng Gagin chúng ta xem thử rằng liệu may mắn có mỉm cười với Gagin trong ngày hôm nay không nha. Và xem thử rằng liệu chúng ta có thật sự là phải đạt được mốc 100% thì mới thành công nha Connor. Rồi, ở đây thì Gagin có cho mình đó chính là 25 viên đá 6. Được rồi, chúng ta sẽ cùng đặt nhanh nha. Ở đây thì vẫn là con số 1,86%, rất là nhân duyên của Gagin, 1,86%, một con số định mệnh. Ở đây thì không biết liệu rằng chúng ta có phải là người may mắn ngày hôm nay, và liệu rằng là chặng đường lên cộng 15 của Gagin có khó khăn ở mức 100% may mắn không nha. Ở đây thì chúng ta sẽ có 25 viên ạ. Mong rằng là Gagin có thể may mắn nhá. Ở đây 13 triệu vàng thì chúng ta có thể cường hóa thoải mái nha Gunner. Gagin cũng có cho mình 164 bùa ma thuật cũng như là gần 300 bùa may mắn nha. Được rồi, bắt đầu thôi ạ. Cùng xem thử hôm nay có phải là ngày may mắn của Gagin và chúng ta có sớm đạt được mức cộng 15 không ạ. Lên ạ. Wow. Rồi, chúng tăng được một chút điểm hộ giáp, tăng được một chút lực chiến, nhưng mà thứ Gagin cần là thông báo cộng 15 cơ. Xem thử nhân phẩm Gagin có mỉm cười không ạ. Vẫn chưa rồi ạ. Wow. Bây giờ thì Gagin khẽ không sử dụng trích hay tiếp gì đâu nha các bạn ạ. Chúng ta cứ cường hóa, nhưng mà nếu may mắn thì chúng ta sẽ lên thôi nha. Bởi vì 1,86% cũng là một con số rất là thấp nha. Phải thực sự may mắn thì chúng ta mới thành công được nha. Liệu Gagin có may mắn không ạ? Chắc chắn là không rồi. Wow. 10 viên ạ, chúng ta còn 3 lần nữa thôi ạ. 75% thành may mắn rồi. Khả năng 100% chúng ta là sắp tới được các bạn ạ. Wow. Chúng ta còn 2 lần nữa. Gagin sẽ cố gắng đập thêm 3 lần nữa nha các bạn ạ. Lên ạ. Wow. Hơi khó nha, hơi khó nha. Ở đây cái mũ vẫn đang cộng 14. Thiên sứ văn phúc cộng 12. Liệu rằng may mắn có mỉm cười với chúng ta không ạ? Gagin sẽ như này đi ạ. Rồi. Phát cuối thì chúng ta sẽ để 3 viên đá 6 nha các bạn ạ. Rồi. Phát cường hóa cuối cùng đây ạ. Và khả năng là chúng ta đang hướng đến mốc 100% thanh may mắn nha Gunner. Rất là khó khăn nha. Với mức cường hóa cộng 15 chỉ có 1,86% thì thực sự phải rất rất may mắn thì chúng ta mới có thể đạt được nha. Hy vọng rằng may mắn sẽ mỉm cười với Gagin và chúng ta sẽ thấy dòng thông báo cộng 15 chạy ở trên trang thông báo ạ. Lên không ạ? Đèn tiếng cười gió. Thế hôm nay chúng ta thêm tích thêm cho mình được 8% may mắn nữa. Wow. Gần 80% may mắn rồi. Chúng ta còn 20% nữa thì sẽ chạm cho mình mốc 100% may mắn và chắc chắn sẽ thành công nha. Có vẻ như chặng đường lên cộng 15 áo của Gagin vẫn sẽ là một chặng đường dài, và chúng ta lại tiếp tục tích đá cường hóa cũng như là tích lũy nhân phẩm để chúng ta có thể sớm đạt được mức cộng 15 trước khi chúng ta đạt cho mình con số 100%. Chúc Gunner cường hóa thật là may mắn và nhanh chóng đạt cho mình được mốc cường hóa cộng 15 tất cả trang bị ở trên người nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại Gunner ở clip tiếp theo. Bye bye.